Chào tất cả các bạn đến với Thành Dạy Nguyên kênh. Thì lâu rồi mình chưa làm clip driving school sim. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi car Audi A1 Las Vegas ván 3. Tại vì là mình lâu rồi mình chưa làm ấy. Nên là mình nghĩ mình sẽ làm lại một clip driving school sim đi car. Mình sẽ đi ván 3 thôi cho nó đỡ lag. Tại vì cái máy của mình nó không handle được. Đợi một chút các bạn. Vâng, nó đang lốp chờ tí. Và chúng ta làm được khá là phê tài. Thì chúng ta đang ở trong một cái bãi đỗ xe ở Las Vegas. Mình để cái màu này giống trong Revive Sim, màu chính của cái con này luôn. Mình bật đèn lúc này thôi cho nó đi xi nhan không được cộng tiền. Hơi lạ. Cái này phải dễ không? Đúng rồi, cái này dễ. Ôi hơi lắm. Mình phải cẩn thận cái bọn AI. Nó thực sự kiểu chúng nó hay đâm mình ấy, kiểu nó không hề dừng luôn ấy. Thực sự nguy hiểm. Theo kinh nghiệm của mình chỉ được đi 30 hoặc là 50 km/h đường đường kiểu này thôi. Thì mình sẽ nhường cho nó đâm mình. What? Mình không thể nào chấp nhận một sai lầm nhỏ. Nên là mình sẽ quyết định rồi sao. Lạc lắm các bạn ạ. Nó đâm mình đấy, nó có dừng lại đâu. Nó không kiểu mình thích cái bọn AI bên Real Rank Sim hơn. Nó hiền lành hơn. Nó nhường mình. Thật, nó sẵn sàng nhường mình luôn. Sao mình để spot. Thì mình đi luôn nhé. Ok, và mình sẽ đi hơi chậm, khoảng 30 thôi. Kinh nghiệm mà. Kinh nghiệm 30 hoặc là 50. Đây, và bây giờ mình sẽ nhường tiếp cho người đi bộ. Không đi ngang rồi. Không có thì chúng ta cứ đi thôi. Đây, cái rào chắn barrier chúng ta vẫn phải giảm lại. Đấy, mặc dù lỡ nhịp đèn đỏ nhưng mà không sao. Xin lỗi quảng cáo các bạn. Ủa, tí nữa chúng nó đâm mình. Chúng ta sẽ làm một vài cú gọi là khởi động các bạn ạ. Đấy, hay quá. Làm cho chúng nó nẹt bô, nó sợ chết khiếp luôn này. Hy vọng bọn AI nó chả sợ gì, nó đâm mình. Ok đi. Ủa lạc quá các bạn. Ơi, có thằng bé đá bóng qua đi. Nó đâm mình mà. Thằng bé đá không đá. Kiểu chúng nó làm chướng ngại vật cho mình. Có khi mấy vằn dễ này chúng nó không chúng nó chưa đá vội. Chúng nó chưa làm đến mức để đá bóng ấy, kiểu làm khó mình. Nhưng cái có thể là đấy là cái một cái glitch. Câu cái đoạn cua này thủ thần các bạn ạ. Bọn AI này thực sự đáng ghét. Chúng nó đâm mình đằng sau. Dậy này. Ôi, nát Audi A1 của tôi. Audi các bạn ạ. Audi hatchback. Ý tưởng thật tốt đấy. Thôi đùa đi thôi. Khá tuyệt vời. Cạnh tranh về Civic. Nhưng mà vẫn quá đắt nên là vẫn ế. Thực ra chả ế đâu. Châu Âu họ vẫn đi nhiều. Này chỉ đi 50 thôi. Nó chưa cho kiểu. Ôi. Đây chỉ đi 50. Cui cho nó hạ nhàn hạ. Đấy, nội thất cái con màu tông màu vàng này giống hết trong con trong Rerun Sim. Mình hy vọng là chúng nó không đâm vào mình. Tại vì điểm đến cũng đã ở đây rồi. Mà chúng nó đâm mình thì quá là kiểu tổn thương các bạn ạ. Thật kiểu, bọn AI trong trò này, trong Driving School Sim ấy, chúng nó sẽ không nhường các bạn và chúng nó sẽ đâm vào đít các bạn. Nên là coi chừng mấy bọn đấy các bạn ạ. Chúng nó ác ôn lắm.
ok, tôi quên mất chưa xí nhan. Ok. Lùi, ok, lùi. Lùi đi, lùi. Từng, từng. Từ từ xí nhan luôn à. Ui, đỗ cạnh GTR cơ à, vinh dự gì đâu. À, lùi vào đây này. Mấy cái lỗi kia là mấy cái lỗi kiểu không tính nhá các bạn, nó tự đâm vào mình. Nào, này lên lát bạn ạ. Khoát, 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 khoát. Vâng, và đấy là phần trải nghiệm của mình đã xong với màn Driving School Sim 2 lỗi sai do bọn AI, và lỗi sai là do mình quên. Thì cảm ơn các bạn đã xem. Nhớ like, share, subscribe cho kênh của mình. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt.